Thầy chào tất cả các em. Hôm trước chúng ta đã học bài về hệ thức VS. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài phương trình quy về phương trình bậc 2. Bài 7, phương trình quy về phương trình bậc 2. Một nhỏ. Phương trình trùng phương. Phương trình trùng phương có dạng phương trình trùng phương có dạng phương trình trùng phương có dạng a x mũ 4 cộng b x bình phương cộng với c bằng 0 với điều kiện a khác 0. Để giải phương trình này, ta đưa về phương trình bậc 2, ta đặt đặt x bình phương bằng x với điều kiện lớn hơn bằng 0. Lúc này phương trình này sẽ trở về dạng ax bình phương cộng bx cộng với c bằng 0 với điều kiện a khác 0. Đây là phương trình bậc 2 với ẩn là x lớn. Đối với phương trình bậc 2 này, các em có thể giải bình thường. Thầy đã hướng dẫn em cách giải rồi. Bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ nhé. Ví dụ giải phương trình 2x mũ 4 trừ cho 3x bình phương cộng cho 1 bằng 0. Đó. Ta cũng sẽ đặt x bình phương bằng x lớn. Đặt x bình phương bằng x lớn với điều kiện lớn hơn hoặc bằng 0. Lúc này phương trình này sẽ trở thành dạng 2x bình phương trừ cho 3x cộng cho 1 bằng 0. Thế này các em có thể giải bình thường. Ta delta bằng bao nhiêu? Delta lúc này sẽ bằng 3 bình phương trừ cho 4ac tức là 4 nhân với 2 nhân với 1 9 trừ cho 8 bằng 1 lớn hơn 0. Suy ra phương trình có hai nghiệm. Suy ra phương trình có hai nghiệm đó là x1 bằng trừ b. Trừ b đây là trừ mấy? Trừ b, b này là 3 trừ cho căn delta, trừ căn delta đây là 1 trên 2a, 2 nhân với 2 sẽ bằng áp số 1 phần 2. Tương tự x2 bằng 3 cộng với 1, 2 nhân với 2 bằng 1. Đến đây ta thay. Thay x bằng x bình phương vào, lúc này trở thành x bình phương, đúng không các em, bằng 1 phần 2 x bình phương tiếp bằng 1 suy ra x bằng cộng trừ 1 phần căn 2 và x ở dưới đây bằng cộng trừ 1. Phương trình trùng phương thực ra nó ở đây là có nghĩa là phương trình mũ 4. Và cái ẩn tiếp theo là mũ 2, ta đặt chung ẩn số chung đó là x bình, lúc này còn cái này sẽ trở thành x bình phương. x bình thay vào đây sẽ là x bình phương. Đó. Ta sang dạng thứ hai đó là phương trình chứa ẩn ở mẫu thức 2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
lần ở mẫu. Việc đầu tiên các em làm để đối với phương trình chiếu ẩn ở mẫu, thứ nhất là ta tìm tập xác định. Tìm tập xác định để mẫu khác không. Mẫu khác không. Bước thứ hai là tìm mẫu thức chung. Tìm mẫu thức chung. Thức chung và quy đồng mẫu số. Quy đồng mẫu số. Bước thứ ba là giải phương trình vừa nhận được. Phương trình vừa nhận được. Bước thứ tư là so sánh nghiệm. So sánh nghiệm với tập xác định ở bước 1 các em này. Tập xác định ở bước 1. 1. Rồi suy ra nghiệm. Suy ra nghiệm của phương trình các em nhé. Đó. Bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ. Ví dụ giải phương trình x bình phương trừ cho 3x cộng cho 6 trên x bình phương trừ cho 9 bằng 1 chia cho x trừ cho 3. Đó. Các em đi đi, cái này có phải là hằng đẳng thức không? Bây giờ thầy sẽ biến đổi cái mẫu này cho em. Lúc này phương trình sẽ tương đương với. Thầy sẽ biến đổi cái này cho nó dễ hiểu với các em nhé. X bình trừ 3X cộng 6. Cái này là hằng đẳng thức đúng không các em? Đây nó sẽ là hằng đẳng thức. X cộng 3 nhân với X trừ cho 3 bằng 1 phần X trừ 3. Đến đây ta biết đây là phương trình bậc 2 trước ẩn ở mẫu. Bây giờ ta chú ý cái mẫu. Mẫu này mẫu của bên trái với mẫu của bên phải ta thấy có chung là x trừ 3 đúng không? Và bên trái là thêm x cộng 3 nữa. Nên ta sẽ đặt điều kiện đó là x cộng 3 nhân x trừ 3. Điều kiện. Đấy điều kiện. Trừ cho 3 khác không. Suy ra x khác cộng trừ 3. Đó. Ta sang bước 2 tìm mẫu thức chung. Các em để ý đây là mẫu thức chung. Mẫu thức chung. Đó, các em để ý này, mẫu thức chung là x cộng 3 x trừ 3 là mẫu thức chung. Đó. Ta tìm mẫu số chung rồi, bây giờ ta quy đồng mẫu thức. Lúc này phương trình sẽ tương đương với x bình phương trừ 3x cộng 6 trên x cộng 3 x trừ 3 bằng x cộng 3 chia cho x cộng 3 x trừ 3. Cùng mẫu thức thì ta bây giờ ta giải phương trình chỉ có tử và tử. Suy ra phương trình sẽ trở thành x bình phương trừ 3x cộng với 6 bằng x cộng 3. Đúng không em? Lúc này ta chuyển vế đổi dấu. X bình phương 3x đây là trừ 3x, chuyển x sang sẽ là trừ x, sẽ là 4x. Dương 3 chuyển sang vế trái sẽ là âm 3. 6 trừ cho âm 3 sẽ bằng 3 bằng 0. Đến đây ta dễ dàng giải, ta có hai nghiệm đó là nghiệm thứ nhất x bằng 1, nghiệm thứ hai x bằng 3.
phương trình mới này ta giả hai nghiệm x bằng 1 x bằng 3. Bây giờ các em so sánh nghiệm nhá. Bước cuối cùng là so sánh nghiệm rồi suy ra nghiệm. Các em để ý, ở đây các em nhìn thấy nghiệm của nó x khác cộng trừ 3 đúng không? Mà ở đây có nghiệm bằng 3. Nên ta đây loại. Lúc này vậy nghiệm của phương trình là vậy. Nghiệm của phương trình là x bằng 1. Ta sang dạng thứ 3. 3 phương trình tích. Thầy sẽ lấy ví dụ giá phương trình đó là phương trình x cộng 1 nhân với x bình phương trừ 5x cộng 4 bằng 0. Đây là phương trình tích. Ta nói đến phương trình tích là có nghĩa là nhiều cái nhân lại với nhau gọi là tích. Ta sẽ chia thành hai trường hợp, đó là cái này bằng 0 hoặc cái này bằng 0. Đó là x cộng 1 bằng 0. Và cái thứ hai đó là x bình cộng 5x x bình trừ 5x cộng với 4 bằng 0. Đó, bây giờ các em giải cái này. Giải phương trình thứ nhất trước. Dễ dàng ta từng nhận thấy x bằng trừ 1 là nghiệm. Đúng không? Cái đối với phương trình này các em giải bình thường. Ở đây là các em giải bình thường. Sau khi các em giải sẽ biết được nghiệm đó là x bằng 1 và x bằng 4. X bằng 4. Đúng không các em? Vậy phương trình có 3 nghiệm. 3 nghiệm x bằng cộng trừ 1 và x bằng 4. Đó. Vậy là thầy vừa mới đưa 3 dạng của phương trình quy về phương trình bậc 2. Bây giờ thầy sẽ đưa bài tập các em về nhà tự giải các em nhé. Bài tập. Giải phương trình. Ví dụ thứ nhất, 4x mũ 4 trừ cho 5x bình phương cộng cho 1 bằng 0. Và phương trình thứ hai đó là phương trình chứa ẩn ở mẫu x bình phương trừ cho 2x cộng cho 1 trên x bình phương trừ cho 4 bằng 1 trên x cộng cho 2. Phương trình thứ 3 C. X trừ cho 5 nhân với x bình phương cộng với 2 x trừ cho 3 bằng 0. Thầy cho các em 3 ví dụ như thế này. Nếu các em nào làm có đáp án thì cứ comment xuống phía dưới video này của thầy. Còn các em nào mà chưa giải được thì các em cũng cứ comment xuống phía dưới cho thầy. Hôm sau thầy sẽ hướng dẫn giải cho các em. Bài học về phương trình quy về phương trình bậc 2 của thầy đến đây là hết. Thầy chúc các em học tập tốt. Thầy chào các em.